Em xin chào quý khách nhé. Sau đây em review chi tiết cho quý khách xem cái bộ ốp tay nắm cửa với hõm cửa của xe Suzuki Ertiga. Đó. Là sản phẩm thì gồm có 8 chi tiết, gồm 4 cái ốp hõm và 4 cái ốp tay nắm cửa. Đó. Chất liệu thì bằng nhựa mạ chrome quý khách nhé, bằng nhựa này. Bằng nhựa màu đen rất là đẹp. Trên tay hõm thì có chữ Ertiga là tên của xe. Đó. Đằng sau thì nó có băng dính 3M hai mặt này quý khách này. Đó, thì khách mua về chỉ việc bóc ra mà dán thôi, rất là đơn giản, dễ dàng. Ai cũng có thể làm được quý khách nhá. Rất là vừa vặn. Đây là ốp tay nắm cũng có đều băng keo 3M hai mặt hết. Chất liệu thì bằng nhựa này, màu đen nhìn rất là sang và độc đáo. Đó, những cái khuy như này đều có băng keo hết. Ngoài ra khi mua hàng bên em có tặng kèm thêm băng keo 3M để quý khách dán nó chắc chắn hơn. Đó. Nhìn rất là đẹp quý khách nhá. Địa chỉ bên em thì là 14 Đồng Nhân, Hai Bà Trưng, Hà Nội. Các bác đặt hàng cứ liên hệ bên em nhé.